Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 DANAFF 2024 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 7 năm 2024. DANAFF 2 sẽ lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo, khích lệ tài năng, giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh Việt Nam, khu vực châu Á Thái Bình Dương cùng các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra trong 5 ngày với sự kiện và hoạt động đặc sắc như lễ khai mạc và lễ bế mạc, trao giải, các hạng mục dự thi gồm phim châu Á dự thi và phim Việt Nam dự thi. Chương trình điện ảnh Việt Nam hôm nay, tiêu điểm điện ảnh Pháp, tuyển chọn phim của đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Có 63 bộ phim tham dự liên hoan. Ngoài các bộ phim đặc sắc của nước ngoài, những phim Việt Nam được khán giả yêu thích như Đào, Phở và Piano, Lật mặt 7, Một điều ước hay Mai đều tham dự liên hoan này. Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, DANAFF 2 sẽ trao giải thành tựu điện ảnh cho một nhà làm phim xuất sắc. Tham gia chấm giải là các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên nổi tiếng khu vực và thế giới.